Trong nhiều ngày qua, việc ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, ẩn tu, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cùng với đó, nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận. Thay vì tôn trọng quyền cá nhân ẩn tu, nhiều người tiếp tục tìm ông để quay phim, chụp ảnh, đăng tải các video với mục đích câu view, câu like. Và sau 7 ngày quyết định dừng đi khất thực, ông Thích Minh Tuệ chính thức lên tiếng làm rõ thực hư. Sau khi ông Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, các đối tượng chống phá lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập. Trước thực trạng này, ông Minh Tuệ lên tiếng sau 7 ngày ẩn tu. Ông Minh Tuệ cho biết, tinh thần và sức khỏe bản thân vẫn tốt, vẫn đảm bảo học theo lời Phật dạy, không có người dân đông hay những việc không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, giao thông, an toàn xã hội, thì ông vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi. Ông cũng mong muốn khi mình đi ra đường, mọi người đừng tập trung đông đúc đi theo, làm ảnh hưởng bản thân không học được nữa, bởi việc đi theo để quay phim hay làm những việc kiếm tiền không phù hợp. Mới đây, gia đình ông cũng có đơn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú, tức Thích Minh Tuệ, để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến gia đình. Việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Nhiều người cho rằng, tới lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số, nếu không các YouTuber, TikToker vì lợi ích kinh tế tiếp tục bất chấp để kiếm tiền mà không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra cho xã hội.